mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ngôi nhà của con mèo. Còn đây là cái ngôi nhà của con mèo bằng bìa cắt tông. Còn đây là mặt trước có hình con mèo. Còn đây là mặt sau của cái lồng này, nó có một cái cửa ra vào để cho con mèo nó đi ra đây. Còn đây cũng có một cái hình ở chỗ con mèo ở đây. Còn đây là một cái, đây là một cái sách, đây là một cái sách để mình xách con mèo lên, sách để dẫn con mèo đi chơi. Em mèo của tớ đã vào rất ngoan, nó rất thích ngôi nhà của mình. Ngắm lại ngôi nhà của mình đi. Nó rồi. Em nghịch lắm. Trời ạ. Đừng có nhảy xuống nhá. Em chỉ thích nhảy nhót thôi. Đấy, em không sợ gì đâu. Tắm liều á. Chúng như em tớ vậy. Chết rồi, bị bắt cóc. Mỗi quả trứng một lơi. Quả trứng là tầng 2. Thích không? Cảm ơn cho các em chơi. Nó thì thích chơi quả bóng luôn.